Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coin68. Sau một thời gian thì cuối cùng cũng đến lượt mình giành lại được cái slot host của cái số podcast này để có thể quay trở lại chia sẻ với các bạn những vấn đề về thị trường tiền mã hóa và blockchain nói chung và mảnh ghép DeFi nói riêng. Và trong số ngày hôm nay chắc là các bạn cũng đoán được là ai sẽ cùng đồng hành với mình rồi đúng không? Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em, xin chào Phong. Thì rất vui khi lại có một cái cơ hội vào một buổi thứ hai đầu tuần và ngồi xuống nói chuyện với Phong cũng như là chia sẻ với mọi người đang nghe podcast DeFi Discussion những cái thông tin, những cái góc nhìn mà bọn mình đã gọi là tích lũy trong một tuần đổ lại đây. Rồi thì hy vọng là những chia sẻ hôm nay sẽ mang lại nhiều giá trị cho anh em. Ok, cảm ơn Nguyên. Nhân nhắc đến cái câu chuyện mà đã nghiên cứu một khoảng thời gian khá dài thì trong thời gian gần đây, cái topic ngày hôm nay bọn mình sẽ nói về một cái câu chuyện mà đã từng là cũ rồi, đó là câu chuyện từ cuối năm ngoái rồi nhưng mà lại có được cái sức hút và thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trong thời gian gần đây. Thì mình sẽ có vài gợi ý để cho các bạn có thể đoán được không nhé. Đó là những con số, đó là trên mạng Ethereum. Và nếu mà nói chỉ tên miền thì chắc là các bạn đã đoán được rồi đúng không? Thì nếu như các bạn follow những cái chuyển biến trên Ethereum cũng như là thị trường DeFi tuần vừa rồi thì chắc hẳn cũng đã nghe lại đâu đó đã nghe đến cái câu chuyện là tên miền Ethereum. Nhưng mà mặc dù nó là một cái dự án đã gây được sự chú ý rất là lớn vào cuối năm 2021 với những cái đợt airdrop rất khủng, nhưng mà sau đó thì lại gần như là không có được sự chú ý nhiều lắm. Nhưng mà dạo gần đây thì đã tăng trưởng mạnh trở lại và đạt được đến tận 1 triệu tên miền được đăng ký. Thì chắc là mình sẽ nhờ Nguyên tóm tắt lại xem là tại sao cái dự án tên miền Ethereum hay còn gọi là Ethereum Name Service này lại có được cái sức hút trong thời gian gần đây ha. Phong có nói về cái việc là ENS nó thu hút được sự chú ý rất là lớn vào cuối 2021. Thì đó là lúc mà dự án này họ công bố một cái airdrop rất là khủng cho mọi người. Vào thời điểm đó ENS liên tục niêm yết ở trên các cái sàn rất là lớn, Binance nè, FTX và Coinbase. Thì bẵng đến một thời gian gọi là một cái luật chơi chung thôi. Thì khi mà mọi người có airdrop thì free money mà, cái áp lực xả lên cái đồng này nó cũng rất là lớn. Cho nên là sau một khoảng thời gian thì cái dự án này nó cũng gần như là bị mọi người tạm quên. Nhưng mà thời gian gần đây á, thì ENS nó nổi lên trở lại. Một phần là vì cái tin đồn BAYC là một cái dự án về NFT, chắc là cũng rất là hot rồi đúng không? Mọi người cũng nghe đến cái việc là họ bán cái NFT order size, mà thậm chí là nó làm sập luôn cả cái trình duyệt Etherscan, cái trình theo dõi blockchain Etherscan. Thì Bored Ape Yacht Club thì họ có một cái tin đồn thôi, tức là họ sẽ drop cho những người nào có cái tên miền đánh số thứ tự. Thì hiểu nôm na là từ 1 đến 10.000, 20.000 gì đó. Nói chung là có một cái tin đồn như vậy. Thì bắt đầu là mọi người bắt đầu mua những cái tên miền kiểu như là BA Y dài C, xong rồi 001, xong rồi BA Y dài C 002 thì kiểu đó. Thì nó cứ lan truyền nhau ra như vậy. Thì mọi người bắt đầu đăng ký những cái tên miền như vậy. Xong rồi lại có những cái tin đồn mà mình nghĩ thì chắc là cũng do đội ngũ truyền thông của dự án thì họ bắt đầu lan ra những cái tin đồn. Ví dụ như là những cái tên miền như là 001, 002 rồi tương tự đến 10.000, 20.000, 30.000 gì đó. Thì mọi người hình dung nó như là một cái NFT đúng không? Tại vì cái tên miền nó chỉ mãi mãi là nó có cái số lượng giới hạn là từ 1 đến 10.000 thì cái đó là unique rồi. Thì đó lý do tại sao mà mọi người bắt đầu đổ xô đi mua những cái tên miền số như vậy. Tại vì nếu như mà nó là cái tên miền chữ đi thì hôm nay mình có thể nghĩ ra được cái idea chữ nó hấp dẫn đúng không? Một cái tên miền nghe nó catchy. Về bản chất thì cái số lượng của nó không giới hạn. Tại vì bạn có thể nghĩ ra rất nhiều cái tên miền khác nhau mà đúng không? Nhưng mà về con số thì nó khác. Ví dụ như 001 thì chắc chắn là chỉ có một cái 001 thôi đúng không? Hoặc 007, một cái tên miền rất là hot. Tại vì nó gắn liền với biệt danh của James Bond. Nó là unique. Thì đó là lý do tại sao mà mọi người đua nhau mua những cái tên miền số này. Và thực ra mình nghĩ đầu tiên nó là câu chuyện tên miền. Lúc mà mọi người đặt lúc đầu thì chắc chắn là tên miền thì nó sẽ có tính cá nhân hóa rất là cao. Ví dụ như là những người trong team Coin68 chẳng hạn, mọi người mua tên miền thì đều là một cái gì đó có ý nghĩa với cá nhân họ mà thôi. Là chữ, là tên ở nhà, là tên đảo ngược các thứ. Nhưng mà con số thì khác. Con số thì số thì như Nguyên có nói đó, thì thứ nhất là nó vừa giới hạn, và thứ hai là ai cũng có thể xài được, ai thì cầm vào một con số nào đó và gắn nó một ý nghĩa nào đó thay vì là con chữ, đúng không? Thì nói như vậy để thấy là cũng là một cái cách để dự án họ làm marketing, đúng không? Rất là hay. Mọi người FOMO với cái trend con số đó. Và bây giờ nha, thì nó lòi ra một vài cái trend nó nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà thực sự là mình cũng không kết luận là cái này nó có phải là một cái xu hướng error trong tương lai hay không. Đó là cái trend đó là mọi người sẽ đăng ký cái tên miền với 5 hoặc 6 ký tự đầu tiên trong ví của mình. Đó, ví dụ như cái ví của mình là 0x6868 đi, thì mình sẽ mua một cái tên miền là 0x6868.eth. Và nó hơi bị, thật đầu thì mình nghe nó rất là buồn cười rồi, tại vì cái tên miền này bản chất nó sinh ra để làm gì? Để cho cái việc là khi mà mọi người giao dịch với nhau á, thì mọi người đánh cái tên miền đó thay vì cái địa chỉ ví thì nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, đúng không? Tại vì khi mà mọi người copy cái địa chỉ ví mà rất nhiều cái tự 0x rồi số rồi chữ cái nó trộn ngược với nhau thì lúc đó kiểm tra nó rất là mệt. Thì thay vào đó thì mọi người có thể đánh cái tên miền này vào. Thì ban đầu nghe nó rất là buồn cười, tại vì cái bản chất của cái tên miền này sinh ra để đơn giản hóa cái khâu đó, nhưng mà mọi người lại bắt đầu đăng ký ngược lại cái số đó để làm cái tên miền của mình. Thì nghe nó rất là phi logic, nhưng mà đó là cái kiểu như là cái sense của họ, tức là họ đang đi săn error mà. Thì tin đồn khắp nơi bảo là cái này nó sẽ có các thứ thì họ làm thôi, nên là nó là một cái thứ gì đó khá là crazy, mình nghĩ là như vậy. Và bản chất cái thị trường crypto thì nó là buy the rumor, sell the news mà, đúng không? Mua tin đồn, bán tin tức. Nhưng mà nhắc đến cái câu chuyện của Nguyên, mọi người làm thì chỗ rất là buồn cười. Thì đến cái lúc mà mình cập nhật được á, thì cái trong cái đợt mà tên miền số của Ethereum Name Service á, thì cái con số cao nhất bán được trong lúc mình cập nhật được á, là cái địa chỉ ví mà 555.eth được mua với giá là 55,5 ETH, tức là khoảng độ hơn 160.000 đô. Thì cái đấy thì chắc là mình, thực ra thì mình cũng không có ý tiêu cực đâu, nhưng mà chắc cũng là mua tay phải bán tay trái thôi, chứ không có ông nào điên bỏ thằng đấy tiền ra mua một cái tên miền cả. Nhưng mà chắc là nãy giờ mình với Nguyên mãi nói chuyện quá mà quên giới thiệu với các bạn là Ethereum Name Service nó làm được cái gì mà người ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để mua nó như vậy. Thì chắc là nhờ Nguyên gạch ra vài gạch đầu dòng là tại sao tôi là một người mới chẳng hạn đi, vậy thì tại sao tôi nên sở hữu cái tên miền Ethereum này? Ok, thì chắc là về mặt giá trị sử dụng trước đi ha. Thì như nãy mình có nói đó là nó sẽ giúp thuận tiện hơn trong cái việc là gửi tiền hoặc là giao dịch, đúng không? Thay vì bạn phải copy nguyên một cái địa chỉ dài thòn rất nhiều ký tự, thì bạn chỉ cần gọi là gõ một vài cái tên nó rất là, gọi là người ta dùng từ là readable, tức là nó đọc được. Và cái người mà gửi thì họ rất là dễ nhớ, đúng không? Thao tác rất là đơn giản. Thì cái đó là cái ý đầu tiên, tức là nó đơn giản hóa cái khâu sử dụng cho người dùng. Cái thứ hai á, thì mình nghĩ là dạo gần đây thì ENS họ có một cái update về subdomain. Cái subdomain này thì nếu như mà anh em nào mà gọi là có nghiên cứu về những cái internet hoặc là những cái web2 truyền thống á, thì sẽ hình dung được cái subdomain này. Thì mình nghĩ là nó có thể sẽ mở ra một cái công dụng khác, như kiểu là một cái tên miền trong không gian phi tập trung mà nó có cái chức năng giống như là cái website bình thường mình dùng ở web2. Thì cái đó là cái mà mình gọi là phỏng đoán thôi, tức là mình tin là cái subdomain này nó tựa như cái web2, và nó có thể gọi là mass adoption, tức là nó tiếp cận được với các cái người dùng ở web2 truyền thống. Thì đó là những cái gọi là về mặt utility, tức là về mặt sử dụng. Còn cái gạch đầu dòng thứ ba thì mình nghĩ chắc là ngoài San Richo thì ENS thì họ cũng đã công bố retro rồi, đúng không? Thì chắc là cơ hội nhận token thì nó cũng hết rồi. Nhưng mà nhiều cái dự án khác thì họ có thể airdrop trên nền của airdrop đó. Thì dạo này có một cái xu hướng airdrop khác, đó chính là airdrop ở trên nền của một cái dự án khác, thì maybe nó cũng có thể giải thích được cái cơn sốt gần đây. Thì như Nguyên nói lúc đầu rồi đó, Ethereum Name Service hot là tại vì có tin đồn là BAYC Club là sẽ airdrop mà. Yeah, đúng rồi. Thì mọi người bắt đầu mua, thậm chí không chỉ BAYC mà còn Azuki, và mọi người mua rất là nhiều những cái thứ. Tại vì so với việc là mua một cái NFT truyền thống, đúng không? Thì mua một cái tên miền nó sẽ rẻ hơn và nó như kiểu là ít người biết hơn, thì mọi người sẽ chọn cái cách này, và đó là cái xu hướng mà airdrop trên nền của airdrop là như vậy. Còn cái gạch đầu dòng cuối cùng thì chắc là nó hơi thiên về cái khía cạnh gọi là tinh thần một xíu, tức là mọi người mua đơn giản chỉ để flex, tức là tôi có một cái tên miền như thế này, tôi là một người có một cái gọi là early adopter. Tôi là một early adopter của Web3 đó. Như thế thì nó là một cái công cụ để mọi người lan truyền cái công nghệ blockchain này ra như vậy. Và không chỉ riêng ETH ha, chúng ta có rất nhiều các cái hệ sinh thái khác họ cũng đã bắt đầu phát triển cái name service này, Solana này, rồi Terra, thậm chí họ cũng có cái chương trình airdrop cho những ai mà mua cái tên miền của Terra, rồi Agora nữa, rất nhiều các cái dự án. Các cái hệ sinh thái khác họ cũng đã triển khai cái mảng sản phẩm tên miền này, và mình thấy thì nó cũng khá là thú vị. Yeah. Nhưng mà nhân tiện Nguyên nhắc đến cái câu chuyện là các hệ sinh thái khác thì chính mình cũng có một thắc mắc thôi, là tại sao kiểu thực ra là có hai câu chuyện, nhưng mà mình sẽ nói câu chuyện đầu tiên trước, là tại sao những hệ sinh thái cũng lớn khác như là BSC hoặc là AVAX hoặc là Phantom thì người ta không phát triển cái sản phẩm này. Mình không rõ lý do, nhưng mà phỏng đoán cá nhân thôi, tức là những cái hệ sinh thái này họ cũng là EVM, đúng không? Thường thì những cái hệ sinh thái mà có cái sản phẩm name service riêng của họ thì họ không phải là EVM. Mình nghĩ chắc là phỏng đoán thôi, tức là nó là một cái vấn đề gì đó chắc về mặt kỹ thuật, khiến cái lưu trữ dữ liệu nó không có đồng bộ với nhau, nên là họ không tự phát triển ra một cái .avax hoặc là .bnb, hoặc là trong thời điểm bọn mình thu nó đã tồn tại cái sản phẩm đó ở trên các cái chain này rồi, nhưng mà bọn mình không biết, thì chắc là bọn mình sẽ update thêm. Và nếu như mà anh em biết về cái vấn đề này thì có thể comment ở phía dưới cho bọn mình. Yeah. Thực ra là nếu mà AVAX hay BSC làm mà bọn mình không biết thì hơi dở. Đúng rồi. Thực ra nếu như mà các cái chain này họ có sản phẩm và các dự án này họ chưa có token, thì nó cũng là một cái hint để anh em săn rejoin ở những cái dự án ở bên các cái hệ sinh thái này. Yeah, ví dụ như là các bạn có thể thấy thực ra là ENS họ cũng khá là tự hào về những cái thứ họ đang làm. Ví dụ như họ khoe là họ có 1 triệu tên miền đăng ký này, rồi họ có tiêu thụ được một đống phí này. Như cái đợt mà BAYC Club làm thì họ cũng bị chửi là vì phí, nhưng mà thực ra là cái họ xin lỗi hết thôi, nhưng mà mình nghĩ họ rất là vui, tại vì một cái dự án nó phải hype đến mức nào thì mới làm đầy phí trên cả cái mạng lưới lên như vậy. Đúng rồi. Rồi quay về cái câu chuyện thứ hai mà mình nói vừa nãy là giữa các blockchain, thì nếu như các bạn follow, các bạn có thể thấy là Ethereum Name Service là một cái dự án và có token riêng. Và họ dùng cái token này để capture những cái value của dự án, và mình nghĩ đó cũng là một cái lý do mà khiến cho tên miền trên Ethereum hot hơn hẳn so với tên miền trên Solana. Khi mà các bạn có thể thấy là Solana Name Service thì lại không có token. Vậy thì Nguyên có thể Nguyên có cái comment gì về cái trend phát triển như này không? Tức là Solana thì lại dùng cái việc là không có token mà dùng token của Sol, trong khi ENS lại là một dự án mà có token riêng của mình. Ở bên Sol thì cái Name Service này nó thuộc cái mảng sản phẩm của Bonfida, tức là gần như là mọi người hình dung là mọi người đang có cái suy nghĩ là Bonfida sẽ là cái bên mà trực tiếp vận hành cái Sol Name Service này. Cái lý do mà chưa có token thì mình không rõ, chắc là do đã có Bonfida rồi, đã có cái đồng Fida rồi. Bên Sol thì họ vừa mới ra một cái bản thay đổi, tức là những cái tên miền này bạn có thể wrap nó lại thành một cái NFT và bạn đem bán trên các cái marketplace, thì nó cũng sẽ gọi là giống với những gì mà mọi người có thể thực hiện ở trên ENS, đúng không? Tức là những cái tên miền này nó sẽ được gọi là thay đổi dưới định dạng của một cái NFT, và nó sẽ có vai trò là một cái NFT. Mình nghĩ là cái đó là một cái xu hướng phát triển chung ở các cái chain thôi, chứ còn là còn cái việc token hay không token thì cái đó là tùy hệ sinh thái. Còn về bản chất thì mình nghĩ là cái ENS này, cái name service này á, thì nó gần như là nó đang được trade như là NFT ở tất cả các chain. Thì thực ra thì với các bạn lần đầu tiên nghe về khái niệm này nhưng mà xài ngân hàng nhiều á, thì chắc là các bạn cũng đâu đấy cũng từng xài những cái sản phẩm tên miền tương tự như của ngân hàng rồi. Ví dụ như là ở Việt Nam thì có VietinBank cũng cho các bạn đặt alias, là cũng là một kiểu name service nhưng là VietinBank Name Service. Và cái đấy là ngân hàng cung cấp cho các bạn và người ta có thể lấy lại của các bạn bất cứ lúc nào. Thì về cơ bản thì đó là cái câu chuyện một Web3 nó giải quyết. Nhưng mà nó dẫn mình đến một cái suy nghĩ khác là mặc dù Ethereum Name Service về bản chất thì nó là decentralized, nhưng mà làm sao nó cái việc mà phát hành, đúng không, vẫn phải thông qua một công ty tên là Ethereum Name Service. Thì kiểu làm sao mà mình có thể đảm bảo được cái sự phân quyền thực sự cho dự án này, khi mà bên vận hành của dự án vẫn là người có kiểu cái power nhiều hơn so với lại người dùng bình thường. Thực ra mình nghĩ cái power của bên dự án nó về mặt token thôi, tức là họ có một cái cách gì đó để họ tích lũy được token và delegate các thứ để gọi là chi phối những cái thay đổi trên sản phẩm. Nhưng mà còn về cái tên miền và cái sở hữu á, thì như mình nói hồi nãy, hầu hết các chain nó đang định vị cái tên miền này như là NFT luôn, và bạn có thể sở hữu nó như là một cái tài sản ở trên không gian phi tập trung. Và về mặt sản phẩm thì các cái tên miền này nó hoàn toàn là, mình nghĩ là không có ai có quyền gọi là truy thu lại của bạn đâu. Thì chúng ta có rất nhiều cái câu chuyện tên miền ở trong thị trường truyền thống, đúng không? Dạo gần đây thì chắc là do ENS hot trở lại nên là những cái câu chuyện về tên miền, ví dụ như là có wormhole xong rồi đi đòi lại đi kiện cái tên miền gì đó ở bên Web2, xong rồi trước đó thì chúng ta có beta. Thì đó là những cái narrative thôi, tức là những cái câu chuyện để người ta điều hướng cái sự chú ý về cái tính phi tập trung của cái dạng tài sản này. Thôi nói thì cũng dài dòng rồi, thì back lại cái câu hỏi hồi nãy của Phong, đó là cái đảm bảo cái phi tập trung. Thì về mặt sản phẩm nó phi tập trung, không ai có quyền lấy lại được cái tên mình của bạn trừ khi nó hết kỳ hạn đăng ký. Còn về mặt quản trị, về mặt token thì mình không nghĩ là nó quá phi tập trung. Thì bản thân tất cả các dự án có token đều vậy thôi. Vẫn sẽ có một khách nào đó để họ kiểm soát phần lớn token, mình nghĩ như vậy. Và nếu mà câu chuyện phân phối token, nếu mà các bạn nhìn vào có một cái biểu đồ về phần trăm delegated voting power, tức là cái gọi là mình nói là kiểu quyền hạn, quyền tác động đối với kết quả của dự án đây, thì nhưng bạn có thể thấy, nếu các bạn xem nó chắc là mình sẽ gửi link trong phần comment hoặc là trong phần mô tả của cái podcast này, thì các bạn có thể thấy founder của dự án nắm nhiều nhất này, xong rồi đến Coinbase là giao dịch lớn thuộc hàng nhất nhì thế giới rồi, xong rồi sau đó là một loạt những cái tên mà toàn là alpha của Ethereum, toàn là những cá voi cá mập nhiều tiền không. Đó về cơ bản là, mà thực ra nha, mình nếu mà các bạn lướt Twitter nhiều thì các bạn có thể thấy là những fan này quen với nhau hết. Đó vậy nên là mình mới đặt ra câu hỏi là mình băn khoăn là về cái gọi là cái, đúng là cũng transparency đấy, nhưng mà làm sao mà để ngăn chặn cái chuyện mà người ta hối lộ cho nhau để mà tác động đến kết quả có lợi cho cái hội nhà giàu này. Cái biểu đồ mà Phong nói á, nó là cái delegate, thì mình nghĩ là một phần thôi ha, tức là mọi người có thể redelegate lại cái token, cái phiếu bầu của mình cho những người khác, nếu như mà họ không tin tưởng cái người họ đang ủy quyền hiện tại. Thì cái đó mình nghĩ chỉ là một phần giải quyết thôi. Cái vụ của Brent Lee á, là đồng sáng lập của ENS, thì ông này hiện tại đang là người nắm cái, là cá nhân nắm cái quyền vote cao nhất hiện tại. Thì trong một cái drama thôi, tức là ông này bị đào lại một cái tweet trong quá khứ, nói chung là phát biểu một cái gì đó rất là không nice lắm, không phù hợp lắm. Thì cộng đồng mới bắt đầu họ vote để allocate lại cái phiếu bầu, kích ông này và đúng rồi, kích ông này ra luôn. Thì và cái đầu đó thì cái đề xuất đó nó không được thông qua, thì nó vẫn là một cái dấu hỏi. Thì ý là ai cũng biết lý do nhưng mà không ai nói ra, đúng không? Cái này nó là một cái vấn đề mà mình nghĩ là nó có chung cho tất cả các dự án trong Web3, chứ không riêng gì với cái DAO của ENS. Nên là Nên là ok, thì chúng ta kiếm cái cách để gọi là mitigate nó thôi, tức là mình giảm nhẹ nó thôi, chứ còn việc gọi là delegate lại cái phiếu bầu cho những người khác thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ có một cái cách nào đó để đội ngũ họ có thể xử lý được cái vấn đề này. Yeah. Rồi nói về những vấn đề vĩ mô với lại những người nhiều tiền như vậy thì chắc là mình cũng nói đến mai cũng chưa hết, nhưng mà chắc là mình sẽ tập trung vào một cái thứ mà nó quan trọng với các bạn, những người mà lần đầu tiên nghe đến cái keyword này thông qua bài viết của Coin68 hoặc thông qua podcast DeFi Discussion này. Thì nếu như bây giờ bạn mới biết đến Ethereum Name Service thì đâu là cái cơ hội mà bạn có thể tìm thấy được trong cái keyword này? Thì chắc là nhờ Nguyên chia sẻ về những cái tiềm năng tương lai, tức là bây giờ thì mình có nên sở hữu một cái Ethereum Name Service không, khi mà airdrop đã qua rồi và giá thì cũng, các bạn nếu mà chắc giá thì không đắt đâu, nhưng mà fee trên Ethereum thì chưa bây giờ là rẻ cả, khoảng độ 40-50 đô, tùy lúc, có thể cao thì có thể đến 70-80 đô. Thì nếu mà mình bỏ ra từng đấy thì cái mình sẽ có cơ hội nhận lại được cái gì, có cái gì có giá trị kiểu ngang như vậy không? Mình nghĩ nếu như mà mọi người đang consider về cái việc là risk và returns á, nên chọn cái giải pháp là mua token thay vì là mua tên miền, tại vì tên miền bây giờ nó hết cái gọi là hết cái airdrop hook rồi, tức là cái câu chuyện để người ta mua bằng airdrop. Tại sao mình nghĩ là mua token thì nó an toàn và nó sẽ có cái tiềm năng lợi nhuận nhiều hơn cái tên miền? Cái tên miền thực ra nếu như mà ai thấy hứng thú và có thể chấp nhận được cái phí đó thì ok, bạn có thể mua một cái tên miền và gắn vào cái ví của mình. Sau này thì tương tác nó sẽ rất là tiện. Còn back về cái câu chuyện là tại sao mình nghĩ là cái dự án này nó hấp dẫn và nó có tiềm năng, là bởi vì như mình nói hồi nãy thì họ đã có một cái nâng cấp về subdomain. Thì cái subdomain này nó đi kèm với lại những cái đề xuất làm giảm cái mức phí, tức là họ đưa phần lớn cái khối lượng công việc off-chain, đưa nó ra khỏi on-chain, thì nó sẽ giảm thiểu được những cái chi phí về xác thực, những cái chi phí về đăng ký tên miền này các thứ. Thì nó cũng là một cái bước để giảm cái rào cản cho người dùng khi mà tiếp cận với cái tên miền Web3 này. Rồi, cái đó là cái về gọi là cái rào cản về mặt phí. Cái thứ hai á, là cái tiềm năng của cái mạng tên miền này thì nó rất là lớn. Tất nhiên là để mà nó có thể ăn hết được phần bánh của cái tên miền Web2 và mọi người gọi như là chuyển hết sang xài cái tên miền này á, thì mình nghĩ là khá khó. Nhưng mà bạn hình dung thử, ví dụ như nếu mỗi người sở hữu một cái tên miền thôi thì riêng Việt Nam thì cũng đã khoảng là 80-90 triệu rồi đúng không? Rồi chưa kể trong khu vực rồi các thứ, và bạn nhân cái số tiền đó với cái phí thu cho một cái tên miền khoảng 20, nếu không nhầm là 20-30 đô gì đó, tùy thuộc vào cái số năm bạn đăng ký, thì bạn có thể ra được một cái lượng ETH. Cái lượng ETH này sẽ được thả vào treasury của ENS đúng không? Và nếu như mà bạn tin là ETH nó tăng bao nhiêu lần đó trong tương lai nữa thì cái treasury DAO này, cái tài sản của treasury này nó còn tăng nữa. Thì đó là cái cách mình nghĩ về cái dự án này thôi. Sau này khi mà bạn nắm một phần ENS thì nó biểu trưng cho việc là một cái cổ phần thôi đúng không? Bạn sở hữu một phần của cái treasury đó, thì khi mà cái treasury đó tăng á, thì nó sẽ được phản ánh qua cái giá của đồng ENS. Và đó là cái cách mình nghĩ về cái dự án này. Tất cả cái này là góc nhìn cá nhân thôi và nó không phải là lời khuyên đầu tư. Hy vọng là cái thông tin này nó mang lại được những cái góc nhìn thú vị cho anh em, nó đủ FOMO cho các bạn. nhưng mà thì như mình nói hồi nãy á, thì nó là góc nhìn cá nhân và nó không phải là lời khuyên đầu tư. Mình nhấn mạnh lại một lần nữa thì đó là những thứ mình đang rất kỳ vọng về cái mạng sản phẩm tên miền này, bởi vì cái use case của nó là có, và cái tiềm năng của nó ứng dụng trong tương lai nó rất lớn. Tại vì như mình nói ở đó, mỗi người một cái tên miền không là đã gọi là rất là kinh khủng, và một cái tương lai mà mọi người tương tác ở trên một cái không gian nó phi tập trung như Web3 thì còn gì đáng chờ đợi hơn đúng không? Thì thực ra Nguyên nói tiện như vậy chứ mình, bản thân mình với Nguyên từ lúc mà sở hữu tên miền Ethereum ấy hình như là chưa có dịp nào xài vậy. Tại vì về cơ bản là toàn bật Metamask lên xong rồi dùng QR code quét. Thực ra thì nhưng mà thực ra thì rất là đáng kỳ vọng thôi. Tại vì về cơ bản là bây giờ các bạn có thể thấy là dù cái đợt tăng trưởng vừa rồi ấy, thì mới có 1 triệu người sở hữu tên miền Ethereum, nhưng mà về cơ bản mình nghĩ là chắc 50% trong số đấy cũng được gom bởi những cái tay to rồi, nên là thực ra thì số người sử dụng cũng chưa có quá nhiều, nhưng mà trong tương lai thì sẽ rất là đáng kỳ vọng, mà nhất là trên những cái blockchain khác nữa như mình có chia sẻ vừa nãy. Và hy vọng là những cái thực ra thì nói là những từ khóa thì hơi quá, tại vì trong cái topic này mình chỉ nói về một từ khóa thôi, nhưng mà hy vọng là thông qua cái podcast này thì các bạn cũng có đủ những cái góc nhìn. Thực ra là từ góc nhìn của bọn mình thì có thể là nó chưa đủ khách quan, nhưng mà các bạn có thể research thêm và quyết định xem là mình có nên đầu tư vào một cái thứ mà thực ra thì nó vẫn rất là nhiều ở tiềm năng thôi, đều là tin đồn rồi, nó rất là mông lung, rồi đều là những cái bức tranh nó rất là mông lung. Đúng, rất là mông lung, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn cái thị trường ở cái tầm nhìn mà khoảng 2-3 năm 4-5 năm nữa thì mình nghĩ là nó sẽ đáng để bạn cân nhắc tìm hiểu, chứ chưa nói đến đầu tư nhé, thì các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để research. Và mình nghĩ là như vậy là có thể đủ cho các bạn trong một tuần sắp tới rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe đến khúc này của video, và nếu như các bạn có những cái chia sẻ gì về Ethereum Name Service hoặc là về DeFi hoặc là về thị trường crypto thì nó có thể comment dưới video này, và hoặc là tham gia vào trong group FOMOSAPIENS, bọn mình sẽ rất thân hạnh giải đáp cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của DeFi Discussion.